Bà bầu có nên ăn trứng vịt lộn khi mang thai không? Chào mừng các mẹ đến với Kiến thức mẹ bầu. Các mẹ thân mến, trứng vịt lộn là món ăn quen thuộc và là món khoái khẩu của rất nhiều bà bầu vì vừa ngon vừa bổ. Nhưng theo dân gian, ăn trứng vịt lộn thì khi sinh con ra nhiều tóc hoặc dễ bị hen khiến nhiều bà bầu cảm thấy hơi lo sợ. Vậy, những quan niệm này có đúng không? Bà bầu có nên ăn trứng vịt lộn hay không? Hãy cùng tìm câu trả lời qua video ngay sau đây các mẹ nhé! Thứ nhất, công dụng của trứng vịt lộn đối với bà bầu. Trứng vịt lộn là món ăn chứa nhiều chất dinh dưỡng. Theo các nghiên cứu của khoa học, trong trứng vịt lộn có chứa nhiều phốt pho, canxi, protein, năng lượng, vô cùng phù hợp để bồi bổ sức khỏe cho mẹ bầu. Các khoáng chất này thực hiện rất tốt nhiệm vụ tạo máu, cung cấp dinh dưỡng cho cả mẹ bầu và thai nhi, luôn khỏe mạnh và tăng cường sức đề kháng. Khi mang thai, cơ thể mẹ phải hoạt động với công suất gấp nhiều lần so với bình thường. Để nuôi dưỡng thai nhi, nên mẹ phải cần rất nhiều năng lượng. Trứng vịt lộn là loại thực phẩm vô cùng tốt giúp bồi bổ cơ thể. Lượng canxi dồi dào có trong loại thực phẩm này cũng sẽ là một trợ thủ đắc lực giúp thai nhi tăng cân nhanh, lớn đạt chuẩn trong bụng mẹ qua từng giai đoạn. Tuy nhiên, các chị em chỉ nên ăn một lượng trứng vừa phải, không nên vì những công dụng này mà bổ sung quá nhiều. Có thể gây ra tác dụng ngược, không hề tốt cho sức khỏe. Thứ hai, buổi sáng là thời điểm vàng trong ngày để mẹ ăn trứng vịt lộn. Các chuyên gia cũng cho biết, thời điểm tốt nhất để ăn trứng vịt lộn là vào buổi sáng. Ngoài ra, mẹ có thể sử dụng trứng vịt lộn cho bữa ăn nhẹ vào giữa buổi sáng. Thứ ba, khi nào mẹ bầu nên ăn trứng vịt lộn? Mẹ bầu hoàn toàn được phép ăn trứng vịt lộn trong suốt thai kỳ, nhưng không được ăn quá nhiều. Cụ thể, mẹ bầu trong những tháng đầu chỉ nên ăn nhiều nhất 2 quả một tuần và không được ăn liền 2 quả một lúc. Vì trong một quả trứng vịt lộn chứa rất nhiều thành phần dinh dưỡng, nên mẹ bầu cũng chỉ nên ăn một lượng vừa phải mới là tốt nhất. Nếu mẹ ham ăn nhiều thì sẽ gây ra tác dụng ngược, làm lượng cholesterol tăng cao, đồng thời dễ gây tăng cân quá mức, béo phì hay mắc các bệnh về tim mạch, cao huyết áp, tiểu đường. Tuy nhiên, khi ăn trứng vịt lộn, mẹ bầu cần lưu ý tới những tháng đầu tuyệt đối không được kèm với rau răm, bởi loại rau này có thể khiến tử cung bị co bóp mạnh, dễ dẫn đến sảy thai. Mẹ bầu 3 tháng cuối mới được phép ăn kèm gừng và rau răm kèm với trứng vịt lộn nhé. Thứ tư, một số lưu ý khi mẹ bầu ăn trứng vịt lộn. Khi ăn trứng vịt lộn, mẹ bầu không nên ăn cùng lúc các loại thực phẩm nhiều vitamin A như gan động vật hoặc uống bổ sung vitamin. Trứng vịt lộn có hàm lượng đạm khá cao nên không thích hợp ăn buổi tối vì có thể gây khó tiêu, đầy hơi. Đối với mẹ bầu bị tiểu đường thai kỳ, huyết áp cao hoặc các bệnh tim mạch nên hạn chế không ăn trứng vịt lộn để tránh tình trạng tắc nghẽn mạch máu do lượng cholesterol cao. Trứng vịt lộn khi ăn nên được rửa sạch và nấu chín kỹ. Đặc biệt, các bác sĩ cảnh báo nếu bà bầu ăn nhiều trứng vịt lộn sẽ dẫn đến nguy cơ nguy hiểm cho thai nhi. Trong trứng vịt lộn có hàm lượng vitamin A cao, bởi vậy ăn nhiều và ăn thường xuyên sẽ khiến lượng vitamin A dư thừa, có thể gây ra những vấn đề cho thai nhi, ví dụ dị dạng thai nhi. Vì vậy, bà bầu có thể ăn trứng vịt lộn, nhưng một tuần chỉ nên ăn một quả, cùng lắm là 2 quả, không được ăn nhiều, đặc biệt trong 3 tháng đầu. Thứ năm, những trường hợp không nên ăn trứng vịt lộn. Những mẹ bầu mắc bệnh huyết áp, tiểu đường, tim mạch, thừa cân không nên ăn trứng vịt lộn, bởi món ăn này chứa nhiều cholesterol, có thể làm tắc nghẽn động mạch, gia tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Thứ sáu, dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai. Để đảm bảo đầy đủ dưỡng chất cần thiết trong thời gian mang thai, các mẹ nhớ ăn đa dạng các loại thực phẩm và chia thành nhiều bữa nhỏ trong ngày. Khoảng thời gian 3 tháng đầu khi mang thai, chị em không cần thiết phải ăn quá nhiều. Điều quan trọng nhất là phải cung cấp đủ những loại vitamin và chất khoáng cần thiết như axit folic, vitamin A, canxi, sắt. Khi thai nhi bước vào tháng thứ tư, hãy bổ sung thêm 300 calo vào trong chế độ ăn uống mỗi ngày. Hạn chế các món ăn chưa được nấu chín kỹ, không uống rượu bia và các chất kích thích. Và lưu ý quan trọng mà bất cứ món ăn nào cũng cần, đó chính là phải rửa sạch và nấu chín kỹ trước khi ăn. Qua video của ngày hôm nay, mẹ bầu cần nhớ rõ một tuần chỉ nên ăn 1 hoặc 2 quả trứng vịt lộn thôi nhé. Không nên ăn cùng với rau răm. Để có được một sức khỏe tốt nhất, giúp bé yêu phát triển mạnh khỏe và thông minh, mẹ bầu cũng nên lưu ý những vấn đề kiến thức mẹ bầu chia sẻ trong video. Đừng quên đăng ký kênh và rung chuông thông báo để nhận thêm những video hay và hấp dẫn tiếp theo. Chúc các mẹ có một thai kỳ khỏe mạnh!